Xin chào, mình là Vui lên đây. Trong một cái video nào đó thì mình đã nói với các bạn một cái khái niệm là self-awareness, khả năng nhận thức về bản thân của mình. Nó là một cái chữ S, một cái self rất là quyền lực mà từ đây tới có thể là cuối cuộc đời các bạn sẽ phải được nhắc đi nhắc lại cái từ khóa này rất là nhiều, tại vì đó là bước đầu tiên trong chuyện thấu hiểu bản thân của các bạn. Thì mình mang tới cho các bạn bốn chữ S khác, bốn chữ self khác. Trong đó thì có ba chữ self mà các bạn cần nhớ, một chữ self các bạn cần quên. Cái chữ self mà các bạn cần quên lúc này, tạm thời lúc này, đó là self-help. Self-help tức là giúp đỡ cái tôi, đúng không các bạn? Và rõ ràng là chúng ta đọc rất là nhiều sách self-help, chúng ta tham dự rất là nhiều khóa học self-help. Những cái cuốn sách, những cái khóa học hoặc là những cái nội dung self-help, nó sẽ không sai nếu như chúng ta biết là mình cần help, mình cần được giúp đỡ cái gì. Còn nếu không thì mình sẽ tiêu thụ một cách hoàn toàn là vô tội vạ. Nên đôi khi các bạn sẽ thấy là cái self của bạn nó không cần help, nhưng khi mà các bạn bị hứng thú với những cái cuốn sách, những cái khóa học hoặc là những cái hoạt động self-help quá nhiều á thì nó làm cho các bạn có thể đi lệch hướng ban đầu mà các bạn nên đi. Vậy thì ba chữ S ngày hôm nay, ba chữ self ngày hôm nay thì nó sẽ giúp cho các bạn định hình lại, định hướng lại những điều mà các bạn muốn hướng tới trong tương lai. Cái cụm self thứ hai mà mình rất là muốn các bạn có ngay bây giờ, đó là self acceptance. Self-acceptance tức là cái khả năng chấp nhận bản thân của mình. Và năng lực chấp nhận bản thân của mình là một năng lực gọi là rất là quan trọng trong cái khả năng yêu thương bản thân các bạn. Chúng ta rất là khó để yêu thương được chính mình nếu chúng ta không có khả năng chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình có nghĩa là khi mà mình sinh ra với cái cơ thể này, với cái giọng nói này, với khuôn mặt này, thì nó là một cái thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta các bạn. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và rất không nên để chúng ta so sánh bản thân của chúng ta với những người khác. Mỗi cuộc đời của mỗi con người có một ý nghĩa riêng và bạn tới trái đất này vì một cái lý do gì đó, và với cái lý do đó bạn có cái cơ thể này, bạn có cái giọng nói này, bạn có tất cả những cái mà bạn đang có. Mình biết là các bạn lớn lên với cái sự tác động của truyền thông là các bạn phải giỏi hơn, các bạn phải thành công hơn, các bạn phải tài chính vững mạnh hơn, rất rất là nhiều thông điệp khác nhau. Và nếu như chúng ta không vững vàng thì chúng ta sẽ bị cuốn theo những cái thông điệp đó, để rồi chúng ta không có khả năng chấp nhận bản thân của mình nữa. Chúng ta cứ chạy ra ngoài mà chưa biết mình đang đứng ở đâu. Vậy nên cái self-acceptance là một cái năng lực rất là quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay mình quay video cho các bạn xem, thì các bạn có thể thấy là những cái mụn rất là bự, đúng không? Những ngày vừa rồi thì mình phải chuyển toàn bộ website của Trường Vui lên qua một cái website mới hoàn toàn, xây dựng mới hoàn toàn. Và có thể là làm việc rất là nhiều, nó không giống như mình bình thường. Mình bình thường thì mình làm việc không nhiều lắm, thì có thể là căng thẳng xong rồi nổi mụn. Và nếu như mà mình có cái self acceptance thì mình hiểu là cái chuyện nổi mụn là một cái chuyện bình thường, mình không ngại phải ngồi trước máy quay và quay video mà cái mặt mình có một cái mụn như thế này, tại vì mình chấp nhận nó, tại vì bây giờ mình đâu có thể làm được gì đâu, cái mụn nó mọc thì nó sẽ hết một lúc nào đó thôi. Thì khi mà mình làm được chuyện đó rồi thì mình sẽ dễ dàng hơn trong trong mọi thứ. Tương tự như vậy, khi mà các bạn nghe giọng nói của mình á, ngày xưa thì mình tự ti lắm, mình tự ti về giọng nói của mình ở miền Trung nói không ai nghe. Nhưng khi mình học được cái bài học về yêu thương bản thân và về self acceptance, mình chấp nhận bản thân của mình, thì mình làm những cái video trên YouTube rất là nhiều, và trong hàng trăm comment thì cũng có một vài comment nói là giọng mình rất là hay, rất là thú vị, rất là muốn nghe, rất là nhiều cảm hứng, rất là cảm động, ví dụ như thế. Thì cái self acceptance nó giống như là cái chìa khóa để các bạn có thể mở ra tất cả những cái chân trời mới. Nhưng mà các bạn hiếm khi sử dụng cái chìa khóa self acceptance này lắm. Vậy nên là khi mà các bạn xem video này rồi, các bạn có điều gì không hài lòng của bản thân của mình không? Có thể comment ở bên dưới ha. Và khi mà các bạn comment rồi thì đó là một cách đầu tiên để các bạn có thể bắt đầu học cách chấp nhận những cái thứ mà mình có sẵn. Đương nhiên là mình sẽ không có buông xuôi hoặc là mình không có gọi là an phận, nhưng mà mình nỗ lực với sự đúng đắn. Mình không nỗ lực vì người khác, mình không nỗ lực vì sự chấp nhận của người khác, mình nỗ lực vì sự chấp nhận của chính mình. Thì đó là cái chữ self acceptance. Cái chữ thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay đó là self reflection. Self reflection nó là cái sự nhìn lại bản thân của mình. Mình lấy ví dụ cái chuyện mình leo núi cho dễ hiểu các bạn, thì self awareness là mình biết mình thể trạng của mình như thế nào, mình biết mình có những điểm mạnh điểm yếu như thế nào. Sau đó mình có cái self acceptance. Ok, mình biết mình có một số điểm yếu mà mình chấp nhận chỗ đó để mà mình điều chỉnh và mình mua những thiết bị phù hợp hoặc là mình tập luyện phù hợp để mình không cần phải cố gắng hay là chứng tỏ với bất kỳ ai. Tiếp đó thì chúng ta tới với cái self reflection. Self reflection nó giống như là cái khả năng nhìn sâu và nhìn lại cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua và thành thật với nó. Các bạn hãy cứ ví dụ là các bạn bắt đầu những cái bước đi leo núi, và self reflection có nghĩa là mình liên tục quan sát bản thân của mình, liên tục nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua.
trong khoảng tầm độ cao 1.000m hoặc là 2.000m vừa rồi, những điểm nào mình làm tốt, những điểm nào mình làm chưa tốt. Còn mọi người làm tốt hay không thì đó là chuyện của mọi người, mình hãy đừng để chuyện nó tác động tới cái tâm lý của mình. Thì cái self reflection đó là một yếu tố thứ hai, nó giúp cho các bạn nhìn rõ được đâu là các bạn, đâu là cái điều mà các bạn cần phải quan tâm, đâu là điều mà thật sự giá trị với các bạn, hoặc là bản thân các bạn đã tiến xa hoặc là đi sâu tới đâu rồi. Thường chúng ta dễ lao ra ngoài là tại vì chúng ta luôn luôn thấy người ta có cái gì đó hay hay, hoặc là bên ngoài có một cái thứ gì đó hay hay mà chúng ta không biết là chúng ta đang đang cần cái gì. Thì cái self reflection mình sẽ nói kỹ hơn trong tương lai, cái bài này nó sẽ là một cái bài tổng quan để mà chia sẻ với các bạn một số cái self. Thì cách mà tập luyện self reflection nó không khó các bạn. Mỗi ngày thì mình có thể dành buổi tối 2 phút 3 phút thôi, mình nhìn lại là ngày hôm đó mình đã trải nghiệm điều gì, mình có cảm xúc gì, tại sao mình vui, tại sao mình buồn, tại sao mình dễ thương với người đó, tại sao mình không dễ thương với người kia, ví dụ như thế. Thì đó là một cái dạng self reflection dựa trên cảm xúc để mình có thể hiểu được một ngày của mình trôi qua như thế nào và mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời mình. Và cuối cùng đó là cái self compassion. Self compassion nó là một cái mà mình thấy rất là quan trọng và rất là hay. Self compassion nó có nghĩa là chúng ta tha thứ được cho bản thân của mình, chúng ta bao dung được với bản thân của mình. Các bạn sẽ thấy là trong cuộc đời mình sẽ thất bại nhiều lần lắm. Ví dụ như các bạn xem video ngày hôm nay thì có thể là ngày hôm nay các bạn có một cái điểm không tốt ở trường học, hoặc là bị sếp la rầy ở nơi công sở, hoặc là bị bạn gái giận. Thì trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ tự dằn vặt chính mình. Trong một cái podcast nào đó mình đã nói về chuyện này. Thì self compassion tức là mình biết là quá khứ là cái thứ đã qua rồi và mình không thể nào làm cái gì để thay đổi được quá khứ. Cái cách tốt nhất mình có thể làm được đó là mình có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tại vì khi mà mình tha thứ được cho chính mình đó các bạn, mình có thể bắt đầu làm lại, làm mới chính mình. Trong nhiều bộ phim các bạn sẽ thấy là nhân vật chính thì thường là mình sẽ có một hận thù gì đó với nhân vật phản diện đúng không? Và mình sống cả cuộc đời để nhân vật phản diện đó họ họ xin lỗi mình, rồi mình tha thứ cho họ. Thực ra có một điều mà tất cả những nhân vật chính trong những cái bộ phim đó có thể làm được, đó là self compassion, tự tha thứ cho chính mình các bạn, tự tha thứ cho chính mình được để mà mình không có phải dằn vặt tội lỗi của người khác, để mình không lúc nào cũng phải chờ đợi hoặc là đay nghiến những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình. Thì khi mà mình có khả năng tha thứ được cho chính mình dễ tha thứ cho người khác lắm. Tại vì lúc đó cái tôi của mình nó không còn lớn nữa các bạn. Và cái tôi của mình nó không còn nhìn vào quá khứ nữa. Nó tập trung vào hiện tại. Nó biết là trong hiện tại này nó cần phải làm cái gì. Còn thông thường thì mình chỉ nhìn vào quá khứ thôi. Mình nhìn vào những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra hoặc là người khác đã gây ra cho mình. Và mình không hài lòng với chuyện đó. Thì lúc đó mình chưa có một cái gọi là self compassion. Mình hy vọng là ba cái chữ S vừa rồi khiến cho các bạn có thể nhớ được tốt hơn. Đó là self acceptance, self reflection và self compassion. Và cái chữ self mà các bạn cần phải tạm quên đi là self help. Bản thân của mình không cần quá nhiều sự giúp đỡ đâu, nếu như mà mình chấp nhận được mình, nếu như mà mình có khả năng quan sát để hiểu cái gì thuộc về mình, và nếu mà mình có khả năng tha thứ được cho mình thì mình không cần self help nhiều lắm đâu các bạn. Mình không cần được giúp đỡ đâu, tại vì mình tự giúp được cho chính mình trước mà, đúng không? Hy vọng là cái video này nó cho các bạn một số cái góc nhìn để các bạn có thể nhìn vào bản thân của mình rõ ràng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vui Lan.